sông nhẹ nhàng trôi mãi ra biển rộng, biển thật mênh mông, có biết đâu là nhà. Nhà là nơi ta bình yên và quên hết bao buồn phiền, đời thật an nhiên như giấc mơ thần tiên. Cuộc đời không như là mơ, chuyện tình yêu lắm bất ngờ, tiền bạc lợi danh có biết ai chân thành. Đời luôn có chuyện vay, đừng để hối tiếc đến một ngày, thì hãy nhớ cho xin giữ tâm hồn nhiên. Tiền bạc làm ta quên đi những niềm vui quanh mình, hạnh phúc giản đơn khi ta đến với nhau không lợi danh. Dù đời có cuốn ta đi, ta vẫn luôn vững vàng một lòng, khó khăn sợ chi vì ta luôn là chính. Sao con ở đây? Dạ, con không có dám về nhà. Sao không dám về nhà? Hư rồi phải không? Phá đồ phá đạc bể gì ở bên nhà nên mình trốn qua đây phải không? Ừ? Hay đá banh rồi văng trái banh rồi bể kiến nhà hàng xóm phải không? Sao mà hư vậy? Bom, con có đây không Bom? Đó, thấy chưa? Ai? Bom! Bom à! Bom ơi! Bom! Mẹ biết con ở đây nha, đừng có hồng chung. Hay quá! Tôi ngồi thù lù ở đây một đống này nè, mà đi vô nó thấy tôi, nó làm như không thấy vậy đó. Con bực mình thằng Bom quá ba. Bực mình cái gì thì phải từ từ mà nói. Chuyện nó là làm sao? Thằng cháu ngoại của ba á, làm con bực mình hết biết luôn á. Máu nóng dồn lên tới não. Cháu ngoại của tôi, bộ không phải con trai của cô hả? Hả? Cái chuyện gì? Nó được có 2 điểm toán à ba. Con không nghĩ là nó đi học dốt vậy luôn á. Hồi xưa con học á, làm gì tới nỗi vậy? Ý trời đất ơi, con có nói lộn không đó? Trời đất ơi, nhớ hồi đó con đi học nha, con là cái đứa học trò mà phụ huynh á, bị mời lên nhiều nhất á. Dạ thì cũng đâu có tới nỗi tệ vậy đâu ba. Chưa hết đâu, nó đi học xong nó còn không chịu về nhà nữa. Làm con với ông Hải á, gây nhau trận ở nhà. Vậy nữa? Dạ. Vợ, anh về rồi nè. Sao mặt chù ủ vậy? Anh nhớ anh đưa tiền lương cho em mỗi tháng đều đặn rồi mà làm gì mặt mày đằng đằng sát khí vậy? Anh coi sổ liên lạc của con Bom đi rồi anh hiểu vì sao em bực bội tới vậy luôn á. Nhưng mà cái có gì đâu, cũng từ từ mà nói chứ. Nè, coi coi thử là sao. Sao 2-3 điểm không vậy? Vậy làm sao? Là dốt chứ làm sao nữa. Trời nè ơi. Cứ học vậy á, tới cuối năm là không có lên lớp nổi đâu á. Anh nói em rồi, bây giờ học tập nó khó khăn lắm, em phải cho con đi học thêm. Em không cho học thêm mà điểm nó thấp vậy đúng rồi. Sao anh biết em không cho nó đi học thêm? 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngày nào cũng học thêm hết trơn á. Rồi chủ nhật á hả, học Anh văn từ sáng cho tới tối luôn. Nhưng mà em có dò bài cho con không? Thời gian đâu em dò bài cho nó. Đó, khổ ghê. Anh đi làm mỗi ngày mệt mỏi quá trời việc vậy, em ở nhà không có làm gì hết thì dò bài cho con đi. Sao anh biết em không làm gì? Em ở nhà giặt giũ dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng đồ ăn, đi chợ đưa đó thằng Bom đi học về, bao nhiêu đó việc á, em mọc 2 cái tay em cũng làm không nổi nữa. Còn anh thì sao? Anh mới sung sướng á, đi làm về xong rồi đi đá banh với tụi bạn. Chưa hết đâu, đi nhậu nhẹt, cà phê, cà pháo, tám chuyện. Anh sướng quá còn cái gì nữa. Nè, em nói anh mới nói á nha, công chuyện của anh nó mệt mỏi biết bao nhiêu đó, anh phải cho anh thời gian để mà anh thư giãn, anh đá banh với bạn bè, gặp gỡ người này người kia. Còn em công chuyện nhà quán xuyến thì em lo chăm sóc luôn cái chuyện học hành của thằng Bom, chứ có gì đâu em than không có thời gian, nghe nó kỳ không. Nè, mà nói đi nói lại nữa, hồi đó anh học không có giỏi nhưng mà không bao giờ anh dưới trung bình hết. Bây giờ thằng Bom học dở vậy, không biết giống ai à. Ý anh nói giống tôi hả? Chứ ai nữa, giống em á. Giống anh. Giống em á. Giống anh. Nói chung là 2 vợ chồng tụi bay không có đứa nào khá hết nữa hả? Ba, bộ dốt là di truyền hả ba? Chắc chắn rồi. À, vậy là hồi xưa ba cũng... Stop, stop. Nói tới đó được rồi. Nói tới nữa tao quánh á.
Bây giờ mình lo mình nghĩ cái cách á để giúp cho thằng Bôm nó thoát dốt chị không lo. Sao ba? Trời ơi, cái ca này của bộ khó quá ta. Để vậy hoài không được đâu ba. Thì đó, chắc ta phải cầu cứu thằng Gia Cát Lạng quá. Trời ơi chú, con nói thiệt cái chú, con mới đăng ký đi học ngoại ngữ, mai mốt mà quen bạn gái á, nó nói tiếng nước ngoài, nó nói mình biết mình trả lời lại. Mày lo xa trông rộng vậy là tốt đó. Trời ơi chú biết không, trường của con là trường ngoại ngữ quốc tế. Trời ơi biết bao nhiêu ngàn học sinh người ta đăng ký vô chổng người ta học, mà nguyên một trường không ai chép phạt, một mình con chép vì không thuộc bài đó. Vậy hả? Chú thấy con có vinh dự không? Vinh dự lắm. Cái này nhục nhã chứ ở đâu vinh dự. Hay quá. Thôi bỏ cái chuyện riêng của anh Hoàng bên đi, giờ tập trung giải quyết giúp em chuyện Bom nè. Bởi bị gì nữa? Thì nãy em nói với ba đó, nó được có 2 điểm toán thôi, anh tưởng tượng đi. Ủa sao học hành gì mà kỳ vậy? 2 điểm mà hả? Thì nó học vậy đó, làm cho vợ chồng em gây gỗ thiếu điều muốn bỏ nhau luôn á. Nè nó nghe, hay là mày qua bên đây mày dạy kèm cho con Bom luôn đi. Thôi, con mà qua con kèm là toán nó 1 điểm đó. Thiệt, con kèm mấy đứa rồi. Thiệt. Vậy cũng như không mà ba. Chú. Hey, chú. Ừ? Hay là bây giờ mình thực hiện theo cái kế hoạch này của con đi. Cho nó lẹ lên đi. Cho nó uống thuốc thông minh. Có phải giống như mấy cái sữa thông minh người ta quảng cáo rầm rộ trên tivi không? Thôi không phải. Mấy cái sữa đó uống vô một thời gian mới có được cái tác dụng, hiểu không? Còn cái thuốc này của anh á, ngày hôm nay đang ngu, uống một cái là qua ngày mai thông minh liền. Hiệu quả tức thì vậy luôn. Vậy sao anh không uống, anh mua vô anh uống đi rồi khỏi bị chép phạt. Bé này nó không có nghiên cứu gì hết á. Cái thuốc đó là thuốc dành cho con nít thôi, không có dành cho người lớn. Hôm bữa anh uống thử một viên là bị chép phạt đó. Nó tẩu quả nhập mai, hiểu không? Được, tao duyệt kế hoạch này nha. Ok. Biết rồi, để đại ca tính cho. Đại ca sẽ xử tụi nó, đảm bảo không đẹp không ăn tiền. Alo, có hạt chấn lột từ góp 2 á cũng đã xong rồi. Bây giờ cứ để đại ca ra mặt tính cho, đảm bảo sẽ có tiền khá cất đệ mà. Bom ơi. Ơi, tắt máy đi, mẹ của đại ca về rồi. Tắt máy đi, nhanh lên. Bom ơi, Bom. Bom ơi, Bom à. Bom ơi. Mất tiêu rồi ta. Sao mới nghe tiếng đó mà không thấy hình đâu vậy? Hết ông cha rồi tới ông con, hễ có về nhà đủ thứ chuyện bực mình hết à. Alo, chị hả? Alo, chị có nghe em nói gì không? Alo, chị ơi, chị. Thiệt chán hết sức luôn á. Nói không được, gọi cũng không được. Hết pin giữa chừng nữa chứ. Đúng là điện thoại cùi bắp mà. Má. Con ở đâu ra vậy, làm má hết hồn à? Ủa, má gặp chuyện gì bực mình vậy má? Cái điện thoại của má nè, hư rồi, gọi đi không được, người ta gọi tới cũng không nghe được. Hình như nó hư loa hay sao mà đang nói chuyện giữa chừng tắt máy luôn nữa chứ. Giờ không biết sao, lỡ cỡ bao nhiêu là việc. Ủa, tại sao má không kêu ba mua điện thoại mới cho má đi? Con biết ba con siêu chùm sò mà. Cái điện thoại này cũng là của dì của con cho má. Ba con không bao giờ bỏ tiền triệu mua điện thoại cho má đâu. Vậy má đưa điện thoại cho con đi má. Con chơi game hả? Này đâu có đâu. Con sẽ có cách để ba mua điện thoại cho má mà. Thiệt không? Dạ thiệt, má cứ đưa điện thoại cho con đi. Tin được không đây? Dạ thiệt mà. Dạ, má coi con nè nha. Cái gì vậy Bom? Con làm gì vậy? Thì con phải làm vậy, ba mới mua điện thoại mới cho má chứ. Con làm vậy chết má luôn rồi. Em ơi. Ba về kìa, má ở lại để xin ba điện thoại mới đi má. Con đi. Bom. Em, ở nhà sao điện thoại đâu mà anh gọi quảng nghe máy vậy? Thì sao? Nó hư luôn rồi, có nghe được nữa đâu mà gọi. Mà sao hư, điện thoại mới mà. Sao? Hồi nãy em đi chợ á,
cái lỡ quẹt xe người ta, cái điện thoại trong túi nó văng ra ngoài, người ta không thấy, người ta đạp lên, rồi không biết nó hư gì mà giờ em mở lên nó không có lên nguồn luôn á. Anh không tin luôn á, em đi đường mắt mũi để đâu vậy trời. Em mới không tin anh á. Đáng lẽ mà nghe người ta nói vậy á, anh phải quan tâm tới cái người đầu tiên là em có bị gì không chứ. Đằng này anh quan tâm tới cái điện thoại không mà anh tiền bạc vậy luôn á. Thôi, anh xin lỗi. Rồi tay chân có làm sao không? Đâu đưa lên coi coi. Tay chân có làm sao không? Dạ không sao, chạy sơ sơ à. Mốt đi đường cẩn thận chút xíu, giờ đường xá xe cộ nó nguy hiểm lắm, có chuyện gì là mệt luôn á. Vậy giờ sao đây? Không có điện thoại rồi không liên lạc được với anh, rồi lỡ mà nhà trường gọi điện báo tình hình học tập của thằng Bom cũng không được luôn á. Em nói anh mới nhớ, anh nghe nói dạo này thằng Bom nhà mình học tập đi xuống lắm em ơi. Ai nói anh biết vậy? Thì thằng bạn anh chứ đâu, con nó học chung với thằng Bom kìa, về nó nói cho anh nghe đó. Trời ơi, chết rồi, vậy sao đi ta? Cũng không biết sao, nhức cái đầu luôn. Nghe rồi cũng chết. À, anh đánh trống lảng đi quên cái vụ mua điện thoại mới cho em đúng không? Thôi, tối anh mua cho cái mới. Nhưng mà nói gì nó, bây giờ mình phải giải quyết cái vụ Bom xong cái đã. Kêu Bom ra nói chuyện. Bom ơi, đem cuốn sổ liên lạc ra cho ba coi coi. Bom ơi. Dạ, sổ liên lạc nè ba. Cái này còn hạng mấy? Dạ, có bạn xếp hạng trong đó luôn á. Có bét lớp nữa không á? Dạ, có hạng nhất mà. Nhất lớp luôn hả? Dạ. Xạo quá đi ông con ơi, nói gì ai tin chứ. Anh ơi, con mình nó uống thuốc thông minh rồi mà. Chắc nó học giỏi á. Thôi, đưa đen coi mới tin, đưa đen vô đây. Số 1 thiệt nè anh. Trời ơi, số 1 vậy là Bom nhất lớp thiệt hả con? Dạ. Trời ơi, giỏi quá vậy. Kỳ này con mình nhất lớp thiệt đó anh. Ba. Được đó. Ba cho con tiền đi ba. Cái gì? Thì tiền thưởng con học giỏi á ba. Trời ơi, con nít mà xài tiền cái gì? Thôi em, không sao đâu. Tối nay đi chơi đi. Đó, anh dẫn em đi mua cái điện thoại mới. Còn cô Bom, à, muốn mua đồ chơi gì ba mua cho con cái đó luôn. Thưởng cho con luôn. Yeah. Vậy là mình có điện thoại mới, con có đồ chơi mới luôn đó Bom. Dạ. Con đi tắm rửa thay đồ liền đi. Dạ. Nhanh lên. Dạ. Mà nè, lát nữa là đi ăn luôn á nha. Em không có nấu cơm đâu đó. Tất nhiên rồi, em đang bị té đau vậy mà. Mình đi ăn nhà hàng luôn, chịu không? Thích quá à, thương chồng em quá đi. Mà khoan em ơi, anh nghi nghi. Gì anh? Trời, phải... Cái gì vậy? Nói em nghe coi. Em nhớ không, hồi đó mình đi học á, thầy cô nếu mà ghi hạng nhất như vậy nè, đâu có bao giờ người ta ghi số thường đâu. Thầy cô sẽ ghi số La Mã. Số La Mã? Nó khác số thường sao ta? Thì nè, cái từ cái hạng nhất đến hạng 3 là thầy cô sẽ đánh số La Mã, còn mà từ hạng 4 trở lên á là ghi số thường. Hiểu chưa? Sao ngơ ngác vậy? Thì hồi đó giờ em có bao giờ được nhất nhì ba đâu biết. Hèn gì. Em nhìn đi, cái dấu tẩy xóa nè phải không? Ngay trước số 1 nè. Tẩy xóa hả? Ừ. Đâu đâu, em lấy điện thoại em gọi cho cô của con Bom liền coi. Điện thoại hư rồi, kêu người ta gọi hoài. Thôi, thôi để anh gọi luôn cho nó nhanh. Gọi liền để hỏi coi. Kỳ vậy. Dạ chào cô, tôi là phụ huynh của bé Nguyễn Cao Văn Võ Song Toàn. Cô cho tôi hỏi tí xíu về tình hình học tập của con tôi nha cô. Dạ dạ dạ. Hả? Hạng 41 hả? Dạ dạ dạ. Dạ làm phiền cô quá, cảm ơn cô ạ. Dạ chào cô. Anh ơi, vậy là sao anh? Là sao nữa em, nó xóa số 4 trước số 1 kìa. Là hạng 41 trên 41 chứ không phải là hạng 1. Trời ơi, Bom ơi là Bom. Ba ơi, ba. Ba ơi. Trời đất ơi. Ba ơi, ba. Chưa thấy hình mà đã nghe tiếng rồi hả? Cái gì ba nè? Ba ơi, sáng giờ Bom nó có qua đây không ba? Không có, có mình ba ở nhà. Vậy á, nó mà có qua đây á, ba giữ nó lại giùm con nha. Có chuyện gì phải không? Hả? Ba ơi, con khổ quá à. Ủa, thằng mấy chị em tụi bay mỗi lần gặp tao thì già đầu đụng tiếng khóc, đụng tiếng khóc. Cái chuyện gì? Từ hồi mà thằng Bom nó uống thuốc thông minh đó ba. Ừ. Thông minh quá trời quá đất luôn á. Trời ơi, con có điên không con? Trời đất ơi, con cái của mình nó thông minh thì mình mừng cho nó chứ tự nhiên mình phải vui lên chứ tự nhiên cái mình khóc là làm sao? Hả? Không phải, nó thông minh chuyện gì đâu không à. Trong lớp á thì tập hợp đám đầu gấu, đánh nhau với lớp trên, rồi trấn lột bắt nạt lớp dưới. Chưa kể đâu nha, còn sửa sổ liên lạc lừa cha lừa mẹ nữa. Chỉ duy nhất có chuyện học á là vẫn dốt như thường, tháng 2 điểm đội sổ đó ba. Trời đất ơi, sao kỳ cục vậy? Sao bây giờ nó quá trời quá đất rồi? Cái vụ này thiệt tình luôn á. Ba ơi, ba giúp con nha ba.
Ba nghe mà ba còn đang rối đây nè. Cái chuyện này là chỉ có nước là phải nhờ cái thằng Gia Cát Lạng nó qua đây nó góp ý mình thôi à. Nó góp coi nó có kế sách, thằng nó thông minh nhiều cái lắm con. Bây giờ như vậy nè, hết sức bình tĩnh thôi ha. Em có công nhận là sau khi uống cái thuốc vô là nó thông minh hơn đúng không? Nó thông minh chuyện gì đâu không mà, chỉ có chuyện học là không à. Em phải hiểu cái đó là cái định luật, nó bù trừ được cái này thì mất cái kia thôi. Trời ơi ông nội, tôi mời ông, tôi kêu ông qua đây để ông coi ông góp ý với tôi hay có chuyện gì cho cháu ngoại tôi. Tưởng sao qua nói chuyện què vốn vậy? Không phải chú, từ từ con phải tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện thì mình mới đưa ra được cái hướng giải quyết. Giờ mày đưa coi. Anh Phi Vân ơi, ba ơi, kỳ này ráng giúp con nha. Nếu mà không được á, chồng con ly dị con luôn á. Hồi đó nó không thông minh á thì cũng nói không thông minh thì chồng sẽ ly dị. Rồi bây giờ nó thông minh quá thì cũng nói là chồng sẽ ly dị. Con câu nó hoài à. Khác hoàn cảnh mà ba. Hồi nữa à, bây giờ hoàn cảnh nó khác nhau thì mình phải tìm một kế sách khác. Kế sách sao? Thôi bây giờ chuyện bình thường chú, mình cứ đưa cho nó quá thông minh thì bây giờ mình cho nó uống thuốc giảm đi cái sự thông minh đó lại. Ủa có cái thuốc giảm thông minh nữa hả? Trời ơi chú, cuộc sống này mà chú, có trắng thì phải có đen, có ngày thì phải có đêm, có cao thì phải có thấp, có mập là phải có rờm, có tôm là phải có tép, có kép thì phải có đào, có mưa đầu rào thì phải có gió, có cái khó thì nó mới lòi ra được cái khôn. Mà lỡ nó lòi ra cái khôn quá thì mình cho nó uống thuốc đi để nó giảm bớt cái khôn đó lại. Nghe mày nói cũng có lý à. Dạ. Nhưng mà cái thuốc đó nó có mắc không? Chú ơi, hàng càng độc thì giá nó càng cao. Nhưng mà giờ ai đi mua cái thuốc đó? Con mua. Mày mua? Ừ. Hey, mọi thứ đã sẵn sàng rồi chú Năm. Cái gì? Hả? Mày nói làm sao? Mày nói làm sao? Một cái hũ có chút xíu gì thôi mà mấy triệu bạc á hả? Trời ơi chú, cái này là thuốc xịn mà, mấy triệu bạc là đúng rồi. Trời, nó có mắc còn hơn cái thuốc thông minh nữa. Thôi chú rồi, đã nói là hàng độc mà, hàng độc thì giá nó phải cao rồi. Chú suy nghĩ gì nữa, giờ mình đưa một bơm muốn đi chú. Đâu có được. Sao vậy? Trời đất ơi, để em cái coi lại coi sao mới cho nó uống chứ. Trời, tao có đứa cháu ngoại duy nhất à. Rủi uống vô nó có cái gì là tao hối hận suốt đời á. Tao biết ăn nói sao với ba má nó đây. Chú, cái chuyện này con làm cho chú mà hôm nay chú không tin con hả? Trời ơi, không phải là tao không tin mày, nhưng mà tao không có tin cái thằng bán thuốc. Trời ơi, sao mà chú không tin thằng bán thuốc thì con không biết. Nhưng mà dù gì nguyên một gia đình nó ai cũng tốt nghiệp cấp 2 hết rồi. Mắc mớ gì? Chú nói vậy chứ bây giờ mình nó làm cái gì vậy? Bây giờ muốn cho thằng Bom muốn á thì mày phải uống trước hả? Mày phải thử. Chú nói cái gì kỳ vậy, mắc mớ gì con phải thử. Mày phải thử để coi con mày có cái bị gì không. Nếu mà mày không bị gì tao mới cho thằng Bom uống. Thôi chú ngộ quá, vậy thôi con đưa bán thuốc thử đi. Thì bây giờ mày đem về rồi đem thuốc ra ngoài cho thằng bán thuốc nó uống đi. Mày quay lại luôn, tao mới xác nhận được là nó có uống. Còn vậy chú đứng ở ngoài chú không làm gì hết, chuyện này của chú phải thử chứ. Ủa mày đi mua về mày đưa tao mày nói gì vậy? Thôi con không biết là chú thử đi. Bây giờ hai thằng cùng thử mày. Thà làm vậy. Chia đều ra. Hả? Đó, nghe. Đưa hai viên. Để 1, 2, 3. Bỏ vô họng nóc. Nóc liền tại chỗ. Nóc liền tại chỗ luôn hả? Nóc liền tại chỗ. Chuẩn bị. 1, 2. Khoan mẹ ơi, khoan. Khoan. Cái gì chú? Cái gì? Chú. Rồi. Đâu khoan hết. Từ chú. Ngồi hồi nãy chú khấn á hả? Tao khấn. Khấn xong rồi đổi đi. Đổi để con khỏi khấn. Chú. Rồi nghe, tất cả vì cháu ngoại tôi. 1, 2, 3. Nó ngọt à. Ừ, cháu từng gương như giống phiên gương á. Dạ chưa. Nó trông quá trời. Đêm tới 10 coi có bị phản ứng gì không? Dạ. 1, 2. Rồi ngồi yên, mình chờ cái phản ứng. Thằng Bom này ngu hết chỗ nói luôn. 3 lần 7 mà bằng 22 hả? Mày thấy cháu ngoại tao không? Trời ơi. 3 lần 7 mà 22. Cái đó. 3 lần 7 là 28 con ơi. Ê, chú Năm. À, cái gì? Chú sao vậy? Chú
3728. Trời ơi, cháu của chú mà chú dạy học, chú nói vậy sao mà được? Chứ sao? 28 là 4 nhân 7 mới bằng 28. 3 lần 7 là 28. Trời ơi, chú nói không có phải rồi. Trời ơi, 3 nhân... Ủa vậy chứ nhiều. 3 nhân 7 là 18. Nó bậy, tao không nói không phải. Đây nè, 3 lần 7 là 28, 28 cộng 28 là bằng 39. Chú nói cái gì á, bây giờ chú nói gọn lại giùm con đi là bây giờ, ủa bây giờ 3 nhân 7 là bao nhiêu? Trời ơi, tao nói 3 nhân 7 là 39. Trời đất ơi, sao hồi nãy chú nói 28? Ủa vậy chứ mày nói nhiều. Ở đời luôn có chuyện vay, đừng để hối tiếc đến một ngày. Thì hãy nhớ cho, xin giữ tâm hồn nhiên. Tiền bạc lắm ta quên đi, những niềm vui quanh mình. Hạnh phúc giản đơn khi ta